càng ngát kho tuông hụt. Món này cực ngon và hao cơm đấy giờ thì các bạn bắt tay vào làm cùng mình nhé. Cây này là cá ngát đã rua sạch cắt khúc vừa ăn và tương hột. Giờ mình chuẩn bị sốt kho cá trước nhé. Cho xìu rau nóng vào chảo. Tiếp theo cho tương hột, gia sáu gồm đường, mua hắc, bột nêm và cuối cùng là nước dừa. Đun sôi hơi cạn lại là xong phần nước sốt kho cá. Cho ít dầu vào chảo, phi thơm hành tỏi xong cho cá vào chiên sơ hai mặt. Cá sau khi vàng đều hai mặt thì cho tiếp nốt sốt kho cá vào đun sôi nếm thử lại cho vừa khẩu vị.
sôi xong hạ lửa riu riu không ngấm vào cá. Kho cá cạn ngày mùng 2 tháng 3 nước thì tắt bếp để thật nguội nhé. Xong kho lần 1, để cá thật nguội mới cho lên bếp kho tiếp lần 2 nhé. Đây là cá kho lần 2 đến kho cạn lại theo ý mình muốn là được nhé. Thêm mớt đến tiêu vào cho thơm nha. Cá kho đã xong rồi nè, thành phẩm tít chắc thơm ăn cùng chuối xanh nữa là nắc nách nhé. Mình trơn giấy các món ăn online, các bạn có thể ghé FB mình tham khảo nhé. Các bạn bắt tay vào thử xem đi nhé.